Đây là chậu bông trong vườn nhà Taylor nè các bạn. Wow, đây nè các bạn, đẹp không? Màu hồng dễ thương quá. Đây là bẻ được như đây nè. Ở đằng kia có bông li li với lại bông cẩm tú cầu nữa, đẹp ha. Còn cái này là wow, bông li li hay là cho nó vô chính giữa. Cái nhánh này là to nhất, cho nó vô chính giữa luôn, cho nó đều xung quanh hết. Rồi, có bạn tới thăm nữa nè. Đó. Hello. Ê, đi đâu vậy? Hello. Nó là đang trái Việt Quất, nó lựa cái trái nó ăn, nó đỡ một cái là nó không có cắn cái cây, nó lựa trái nó ăn thôi. Dạng kìa chưa, thấy nó biết mình nhìn nó mà nó không có đi. Oh, wow. Hay là cho nó bay đi rồi mình quan sát cái trứng mà. Nó thấy kìa, thấy trứng. Ồ, thấy trứng rồi hả? Ồ, rồi dễ thương không? Ừ. Ngon, có hai trứng nè. Ừ. Wow. Đây là trong cái chậu dâu tây mà có ông chim, nó làm ổ trong đây nè, nó đẻ được hai cái trứng là nó nằm đó nó ấp. Nuôi luôn, bây giờ nuôi luôn. Đợi bên mốt ấp ra chim con rồi ra quay tiếp. Cái này ngoài trước nhà nha các bạn. Chào các bạn, hôm nay Taylor sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài vườn của nhà Taylor bẻ Việt Quất. Hôm nay Taylor tổng thu hoạch hết luôn, coi bao nhiêu được bao nhiêu thao thôi các bạn. Và so với năm ngoái coi năm nay có nhiều hơn không, tại vì năm nay là các bạn nào thấy mấy cái cây nè, wow, cái nhánh nào nhánh nấy nó quằn hết cây luôn nè các bạn, tại vì nó nặng quá nè, nhiều trái quá nè. Đó, Taylor hôm nay Taylor tổng thu hoạch hết luôn nha. Rồi Taylor sẽ căng thử cho các bạn thấy mình bẻ được bao nhiêu hết mấy cái cây, 3 cây mình coi được bao nhiêu ký nha. Rồi bây giờ thì Taylor chỉ hứng cái rổ dưới này nè, rồi xong rồi Taylor chỉ bẻ nó vô thôi. Mình bẻ vô á các bạn, tại vì nó chín quá rồi, nếu mà mình không bẻ vô á thì nó bị héo, ngoài đây nó uổng lắm các bạn, cho nên Taylor bẻ vô rồi mình để tủ lạnh, rồi mình có thể nấu mứt, hoặc là mình để quay sinh tố, hoặc là mình làm bánh gì đó các bạn. Cho nên để vô hết đi, rồi mình muốn làm gì mình làm, chứ mình để ngoài đây nó khéo rồi uổng lắm. Công tình mình mỗi năm mình trồng, mình chăm sóc, mình tưới nước đồ này kia, mà mình để cho héo không ăn thì uổng các bạn. Và các bạn nếu như mà mình hái mình ăn không hết, không có tủ lạnh để đó các bạn, thì hay là có thể cho gia đình, dòng dòng bạn bè gần nhà thấy lời nào bà con anh chị em nữa. Cái chính là nó dễ sinh thai, đụng á các bạn, đụng cái nó rụng xuống rồi nè, nè đụng cái nó rụng xuống à. Bây giờ ra ba cái thao to giống vậy nè các bạn, cái thao rất là to luôn, để coi coi mình bẻ có đầy cái thao này không ha. Cái này mấy bữa đó là làm mít đó, là làm cái thao này nè, bây giờ là bẻ Việt Quất coi là đầy cái thao đó không ha. Lót trời luôn. Cái này không biết mình, cái này không coi, mình không muốn bẻ thôi đó các bạn, như bẻ hết chắc tốn thời gian lắm. Đây là các bạn 1/3 thao rồi mà chưa thấm thía gì nó hết trơn, còn chưa được 1/10 cái cây nữa. Rồi bây giờ bẻ tiếp nha, bẻ tiếp coi có sức để bẻ không nha. Cái cây này còn nhiều lắm các bạn ơi. Một cây này chắc cũng hơn thao này á các bạn. Wow, này một thao này không biết nhiêu ký ha. Đó, wow, con bẻ nguyên nhánh luôn nè các bạn. Giờ bẻ tiếp nha. Bây giờ quá trời luôn. Đây các bạn, đây theo là đã được một thao đầy luôn rồi nè, nhưng mà chưa xong, còn cái cây này vẫn còn, hái bỏ chợ. Cả đồng đi chậm luôn. Từ đó hấp trái rồi các bạn, căng này nè, đây là bẻ ra cái thao này hết luôn. Và bây giờ mình đi căng thử coi bao nhiêu cái thao này, bao nhiêu cho một cái cây này nha, bao nhiêu cho. Còn hai cây kia các bạn, hai cây kia thì hay là bẻ sao, nhưng mà bây giờ muốn căng thử coi cái này. Một cái thao này đầy bao nhiêu ký. Rồi đây nè các bạn, theo là để lên cho bao nhiêu thao nha. 2 thao là 1 ký. Đúng rồi, cũng 9.8 thao. 14.8 thao là các bạn, khoảng chừng 7 ký. 2 cây nữa nè. Cây bên đây cũng rất là nhiều trái, bên kia thì cây nó ốm hơn, thành ra đỡ hơn, mình hái chắc không tới nửa thao đâu, chắc khoảng chừng 1/3 thao ở bên kia. Bên này chắc nửa thao đó các bạn, 2 cây cộng lại là 1 thao nữa. Hello, chào các bạn, hôm nay Taylor sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng trong khu vườn nhà Taylor nha. Rồi, hôm nay có cái gì mới nè các bạn, thấy là Taylor đang đứng cạnh mấy cái bông lily. Mấy cái bông lily này thì wow, không biết cái loại cái giống gì mà nó to giống như vậy là các bạn, đứng gần rất là thơm luôn á. Wow, thơm quá trời luôn. Thế là sẽ cắt vào mình bỏ vô bình cho nó đẹp nha. Wow, có mấy cái, có cái này nè. Wow, nguyên nhánh này có 4 cái luôn. Wow, ở bên đây nữa là các bạn, rất là nhiều luôn á. Bây giờ nó mấy cái nhánh này nó nở rồi. Thế là sẽ bạn cắt một nhánh bỏ vô chậu nha. Mình đi vòng vòng, mình có nhiều bông lắm, mình sẽ cắt mà mỗi cái mỗi ít. Rồi các bạn, Taylor sẽ cắt cái nhánh này, tại vì cái nhánh này nó cong nè. Đó, và cái nhánh, một nhánh là có 4 cái bông luôn, một cái này nở to đùng luôn nè, còn 3 cái kia thì chuẩn bị nở. Đẹp ghê chưa? Rồi đây Taylor sẽ cắt thêm một nhánh này nữa, nó có cái 3 cái bông nở rất là đẹp. Wow, đây là các bạn, đẹp không? Màu hồng dễ thương quá, bị ghê luôn, to dễ sợ luôn á. Đó, đây là cẩm tú cầu nè các bạn, nó cũng rất là dễ thương, nó bông chùm chùm giống như bươm bướm gì đó. Hay là cũng cắt mấy nhánh ha, cắt mấy nhánh mình trưng bỏ vô chậu mình trưng. Wow, đó, dễ thương không? Này giống như hoa bướm nha, dễ thương quá ha. Nó có cái màu xanh xanh mà khi mà nó nở ra hết á, nó đứng ở ngoài trời nắng á các bạn, nó thành màu tím lợt. Đây là cái bông màu ở ngoài trời nắng thì nó màu tím giống gì đây. Đây là cắt cái màu tím, màu xanh có nè. Wow, nó chùm dễ thương ha. Đây nè, rồi đây là cắt thêm một cái cây ở dưới đây nữa. Wow, quá ơi là dễ thương luôn. Rồi ở đây thì là có mấy cái lá màu xanh xanh này nè các bạn, mình cắm chung với lại bông cho nó đẹp. Thì là cắt luôn mấy lá như lá luôn. Lá này thì rất là dễ sống, nó chỉ sống ở dưới mấy cái cây, nó dưới anh bóng cây rồi các bạn, nó sống dễ lắm. Cái này là thì là lấy cái đất nhà thay là lên nè, và trồng ra đây nó sống nó to giống gì đây. Đây là hoa huệ nè các bạn, màu hồng rất là dễ thương, có hai màu. Ở trong á nó có cái màu hồng đậm hơn ở phía bên ngoài nè các bạn. Wow, dễ thương không? Thì là sẽ cắt mấy nhánh nha. Nó có đủ màu hết nhưng mà nó bị héo bớt rồi nè các bạn. Ở đây nó có một nhánh màu cam nè, màu cam kia nổi nè. Màu đỏ chứ không phải màu cam. Và có màu tím, thì là cắt luôn màu tím nha. Wow, coi có màu vàng nào đẹp không cắt luôn. Có cái màu vàng nè, đây là cắt cái màu vàng nữa. Đây là hoa há đời, tiếng Việt Nam thì là không biết cái gì, nhưng mà cũng rất là dễ thương. Đây là sẽ cắt mấy nhánh mình trồng chậm, là cắm chung với lại mấy cái hoa kia cho nó đẹp. Lựa mấy cái nhánh dài ra nha. Ôi dạ. Đó, nhánh giống gì nè các bạn, nhỏ nhỏ dễ thương, tím tím nè. Đây là há đời màu trắng nè các bạn, đây là sẽ cắt lên mấy miếng luôn. Đó, có trắng có tím, đủ màu hết. Đây nè các bạn, đây là bẻ được như đây nè, ở đằng kia có bông lily với lại bông cẩm tú cầu nữa. Cái nhánh hoa này là cái này nó cũng kiểu như hoa huệ mà nó có cái màu cam cam cũng rất là dễ thương. Cái này mỗi năm á các bạn, nó rụng lá, nó rụng hộp xuống á, rồi xong rồi nó tự lên lại à. Đó, cái này rất là dễ thương luôn. Bỏ vô thử nha, cái nào mà cao quá thì mình cắt. Wow, nhà thế là đi ra ngoài cắt cũng được một chậu hoa cũng to đó các bạn. Nó cao quá nè. Rồi sau đó mình cho mấy cái hoa huệ vô. Nãy thì là bẻ được cái nhánh hồng, mà cái nhánh hồng này nó gai dữ lắm đó các bạn nè, nó gai ghê luôn á. Wow, không dám cầm nó luôn á. Mà cho nó vô đây đi, hồi nó cầm hồi nó đâm đào lắm. Còn mấy cái nhánh huệ nè, và cái nhánh này nó chưa nở nè, đúng không ha? Rồi cứ cắm vô đại đi, rồi mình thấy cái nào mà nó không được đẹp á thì mình lấy ra mình cắt lại các bạn. Cái này thì nó hơi cao ha. Cái này mà nếu như mà mình có cái thuốc á, mình bỏ vô đây thì cái hoa nó tươi lâu hơn. Và đây là một tím, hoa hải tím. Cái bình này sợ nhỏ quá đó. Đây là màu hồng. Wow, cái nhánh này to ghê. Mình cắt cà bớt nè. Còn nhánh ngoại nữa nè, màu vàng. Rồi thế là sẽ cho mấy cái lá nè, lá nãy mình bẻ nè, cho nó vòng vòng ở bên bên dầm cái. Wow, có cái chậu chưa gì mà đầy rồi. Đây là thẳng cái cầu này các bạn, thẳng cái cầu này thì mình đào ngay vô lần này. Quá ơi dễ thương. Còn cái này là wow, băng lily hay là cho nó vô chính giữa. Cái nhánh này là to nhất, cho nó vô chính giữa luôn, cho nó đều xung quanh hết. Wow, chưa gì mà các bạn thấy rồi, có chậu bông đẹp rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ thêm hoa heather nha. Cái đời này thì cái này nó nhỏ quá thì mình chỉ được bỏ dép nó vòng vòng chính giữa. Cái đời trắng, cái đời đỏ. Đây là chậu bông trong vườn nhà Taylor nè các bạn. Wow, các bạn thấy nguyên một chậu bông đẹp quá, đủ thứ màu hết luôn nè, bông rất là đẹp luôn á. Cái màu gì cũng có hết, nhất là bông lily, các bạn thấy nó mạnh ghê chưa, to đùng à. Còn mấy cái bông này nó cũng dễ thương, nó giống nhìn giống như hoa phượng ở Việt Nam á các bạn, cái màu á. Wow, còn đây là hoa huệ, còn cẩm tú cầu ở dưới đây có heather. Cái đời không biết tiếng Việt Nam là gì đó các bạn ha. Rồi hay là có thêm mấy cái lá xanh xanh vô cho nó nhìn cái bình bông nó có đủ sắc, đủ màu được, tươi lắm luôn nè. Wow, các bạn thấy mê chưa? Nhà thế là để được vô nguyên một bình bông luôn. Wow. Rồi thế là mong rằng các bạn thích cảnh cắm hoa hoặc là đi hái hoa trong vườn nhà Taylor ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.